次丢失才能找回真心，我在人群里丢了过去找到你，每一次放弃才能有所获取，我在人生里直面那些不得已，每一次坚持才能再次相聚，我在疼痛里等待奔向你，每一次努力才能面对自己，我在时光里坦荡做自己。我们的故事在爱情，Tập 1. Chị đó đoán nè, bây giờ sáng tối trời lạnh lắm, đi xe chắc chết quá, là còn phải đi xe máy cũ của chị nữa. Chị đã bao trọn gói bữa chụp hình cưới này rồi, tới hồi chụp hình xong là chị lỗ to. Bởi vì em mới nói bỏ tên cung thành đó đi, em nhất định phải tìm một đại gia, hôn lễ phải thật là xa xỉ hoành tráng, váy cưới thuộc hàng cao cấp, hoa tươi trang hoàng khắp lễ đường, chú rể tặng em viên kim cương lớn, rồi tặng em một đôi bông tai và một sợi dây chuyền đa quý được nữa. Rồi chờ trời tối rồi em hãy mơ mộng đi nha. Em thấy chị sao mà giống người ngoài hành tinh quá. Chị vốn là người trên sao hỏa mà, một thánh nhân trên sao hỏa. Sống gió vậy chưa đủ sao? Anh còn kiếm người viết kịch bản làm chi nữa? Hay là anh đang muốn cho cả thế giới này đều thấy anh chính là loài cầm thú hả? Ê, nè nè nè, em có hiểu thế nào là nghệ thuật không hả? Nếu như không hiểu thì đừng có nói bừa. Tôi có đem máy tính theo nè, ông có muốn sửa? Tôi dặn đi dặn lại cậu phải viết kịch bản như thế nào hả? Ai kêu cậu dùng tên thật của tôi? Tôi dặn cậu viết tình sử của tôi chứ có kêu cậu viết thêm mấy cái trò đùa tình cảm đó đâu. Ai biểu cậu gửi kịch bản tới nhà tôi chi vậy? Bây giờ vợ tôi đang đòi ly hôn kìa, cậu tìm cách giải quyết đi. Lý tổng, số tiền này ông không cần đưa tôi cũng được, nhưng mà tôi cầu xin ông tiếp tục đầu tư có được không? Nó chính là đứa con tinh thần của tôi, tôi không muốn lãng phí tâm huyết mấy tháng trời của mình đâu. Tâm huyết của cậu là gì chứ? Vợ tôi mà ly hôn với tôi á là tôi phải chia cho cô ấy 200 triệu tài sản kìa. Cái đó không liên quan gì tới tôi, biến đi. Trời ơi, ồn ào quá vậy, đừng ồn nữa mà. Người ta là biên kịch lại còn là đạo diễn, chúng ta phải biết tôn trọng nghệ thuật chứ ba. Ba em nợ anh bao nhiêu tiền vậy? Hay là để em trả cho anh nha. Anh đem kịch bản đó đến công ty điện ảnh nào khác đi, rồi để cho em một vai diễn ha. Cô không thể diễn vai người tình của ba cô được. Có gì đâu mà không diễn được, trên đời này không gì là không thể hết. Alo, cái gì? Chụp rồi hả? Tôi không tới thì chụp với ai đây hả? Mấy người làm vậy là ý gì hả? Chụp xong rồi còn kêu tôi tới làm gì nữa? Cung Thành, anh tự mà giải quyết đi. Ông xã, alo, alo. Ti Ti à, đâu phải em không biết con người của Cung Thành đâu. Hồ Tinh, Hạ Đóa Đóa, nhóm máu U, chòm sao Bạch Dương, sở thích ăn, mua đồ rẻ, chăm sóc Cung Thành, sở trường nhớ mã vạch hàng hóa, chú ý không nhìn giấy cũng nhớ mã vạch hàng hóa, có thể nhớ hết tất cả giá cả của sản phẩm ngoại trừ những đồ hạng sang ra, đứng trước nguy cơ nhầm lẫn gây chết người, thất tình thất nghiệp. IQ 100, điểm kinh nghiệm 100. Em làm khó anh ấy làm gì chứ? Có thể làm bừa như vậy được sao? Đây là buổi chụp hình cưới đó, sao chị lại không giận chút nào? Hạ Đóa Đóa, em với Cung Thành chỉ được chọn một thôi, có anh ta thì không có em, và ngược lại. Lại là chuyện gì nữa đây vậy trời? Cả hai người chị đều cần hết. Ti Ti à,
Xã hội bây giờ đàn ông vất vả hơn phụ nữ nhiều. Anh ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực, tuy không có gì mà vẫn đồng ý kết hôn với chị. Thôi thôi thôi, anh ta không có gì hết mà đòi lấy chị. Đã vậy mà chị lại chịu lấy anh ta, không có gì hết mà chị còn coi là ưu điểm. Em thấy chị bị anh ta tẩy não rồi đó. Quý công ty hẹn tôi lúc 10 giờ, tôi đã chờ ở đây 1 tiếng rưỡi rồi, cũng không có người nào giải thích hay giới thiệu gì với tôi hết. Các người như vậy là không tôn trọng nhân viên, hiệu suất làm việc rất thấp. Tôi đánh giá thấp chuyện vọng của quý công ty, cho nên tôi không làm với các người. Hổ tên Trịnh Mặc, giỡn máu AB, chòm sao sư tử, sở thích cụ giúp thế giới, sở trường dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Nói hay làm dở, tự cho là đúng. Đứng trước nguy cơ, đắc tội với tất cả đồng nghiệp, bị cấp trên đàn áp, vân vân và vân vân. EQ 145, điểm kinh nghiệm 145. Du học vậy có gì là hay? Cậu tưởng cậu là ai chứ? Hetman, cách đây 3 phút tôi đã đưa ra một quyết định ăn trọng nữa. Cậu bỏ cuộc rồi hả? Bỏ cuộc? Trong từ điển của mình không có hai từ đó. Mình còn quyết định 3 tháng tới sẽ tới siêu thị. Như vậy có khác gì bỏ cuộc đâu chứ? Khác gì chứ? Trong 3 ngày mình đã gặp 8 công ty và cãi nhau hết tất cả 8 lần. Mình cũng mới vừa đi về nè, gây sự với họ xong cảm thấy rất là sảng khoái đó. Thôi không nói nữa nha, xe tới rồi, tối gặp. Anh ơi, người ta chưa xuống mà đã lên rồi, biết lịch sự không? Cô như vậy mới là không lịch sự đó. Bổn tiểu thư không muốn xuống, tài xế à, chạy tiếp đi ha. Tài xế à, đi, chúng ta anh đi. Anh tưởng có tiền là hay lắm sao, ai mà không có tiền chứ. Tôi rất ghét những người thích dùng ép người khác. Cô ơi, hồi nãy cô nói tới rồi mà, đồng hồ cũng báo giá rồi. Tôi đi tiếp không được hay sao? Ông xã, anh nói gì đi chứ. Tôi không phải là chồng của cô. Bọn họ ức hiếp em kìa, anh không thấy lập sao? Lập tức xuống xe, mau xuống xe đi, đừng ở đó mà lãng phí thời gian. Tôi xuống, tôi xuống. Anh la hét cái gì đó hả? Anh tưởng anh là ông lớn hả? Ông lớn nè. Anh còn dám đánh tôi nữa. Tôi không phải chồng của ta. Thật sự không phải là chồng của ta mà. Chụp hình bao trọn gói. Tôi hỏi mấy anh làm ăn kiểu gì vậy? Như vậy là xem thường phụ nữ, làm ảnh hưởng tới chuyện hôn nhân của người ta, dung túng cho loại đàn ông vô dụng. Đúng, cô nói rất có lý. Cô sang trọng như vậy, nói chuyện với loại đàn ông vô dụng như tôi sẽ hạ thấp thân phận của cô đó. Ông xã, anh đã tới chưa? À đó đó. Cô lập tức đến siêu thị ngay cho tôi. Quản lý à, tôi đã xin phép rồi mà. Hơn nữa anh cũng đã đồng ý rồi. Đúng, tôi đã cho cô nghỉ phép. Nhưng mà tôi có cho phép cô đem chìa khóa kho lạnh đi không? Tôi cho cô biết dù cô đang ở đâu hay là đang làm gì thì cũng phải quay về siêu thị. Quản lý à, thiệt sự bây giờ tôi không thể về được. Hiện tại tôi đang làm một công việc vô cùng hệ trọng trong cuộc đời. Nè hạ đó đó, cô có biết không, từ lúc cô đi tới giờ, cậu Tiểu Dương bảo trì kho lạnh nó cũng không thấy đâu hết. Bây giờ mọi người đang nghi ngờ anh ta bị cô nhốt ở trong đó đó. Nếu như cô không quay về ngay lập tức, anh ta chết trong kho lạnh là cô phạm tội cố ý giết người đó. Quản lý à, chìa khóa của kho lạnh tôi đã đưa cho chị Dương rồi mà. À đó đó, cô lập tức về đây cho tôi. Trời ơi, tai nạn chết. Chị ơi sao vậy? Chụp hình cứ vẫn chưa xong nữa. Em ở lại giúp chị nha, chị không thể để mất tiền được. Nhà biên kịch, cuối cùng anh cũng tới. Ngày chụp ảnh cưới trọng đại trong đời, anh đi đánh nhau để ăn mừng có phải vậy không? Đó. Đó. Lắm nha, có thể khiến cho chị ấy cam tâm tình nguyện. Trên đời này á, có những loại đàn ông da mặt dày không thể tưởng tượng nổi, không có gì trong tay mà cũng đòi kết hôn nữa. Họ tên Điền Ti Ti, nhóm máu A, chồng sao xử nữ, sở thích lấy chồng đại gia, sở trường làm sao để có thể lấy được chồng đại gia, số lần yêu đương bí mật. Đứng trước nguy cơ, bị tính cách lãnh đạo làm ảnh hưởng. EQ 100, điểm kinh nghiệm 100. Em vì muốn chia cách anh với đó đó mà làm bao nhiêu chuyện hả? Làm phiền em quá rồi. Anh thật sự cảm ơn em. Ah!
Cô làm cái gì vậy? Đang lấy xe hay đang mộng du vậy? Bộ anh không có mắt hả? Anh muốn qua kiếp khác phải không? Anh không thấy con chó mới chạy ngang qua sao? Vì con chó này mà cô tông vào tôi sao? Không lẽ tôi không bằng một con chó hả? Giờ tính sao đây? Xe tôi để không nổ máy nữa nè. Cô tốt với chó vậy thì đi mà thương lượng với chó đi. Nè, tôi đang rất gấp, anh phải chở tôi đi một đoạn. Nếu không tôi sẽ gọi điện nhờ cảnh sát xử lý. Cô đúng là người không biết lý lẽ đó. Do cô tông vào xe tôi mà, có báo cảnh sát tôi cũng không sợ đâu. Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Này cô kia, đừng nói cô đang làm nghệ thuật đó nghe. Tôi sai rồi là lỗi của tôi được chứ. Tôi sẽ đền tiền cho anh. Thực sự là tôi đang rất gấp đó. Mạng người quan trọng mà. Trong vòng 10 phút tôi phải đến được siêu thị Minh Tinh. Anh giúp tôi đi nhé. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi nói nè Cung Thành, bây giờ anh cũng đã 30 tuổi đầu rồi. Anh nói không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, tương lai lại không có một chút khởi sắc. Dựa vào đâu để đem hạnh phúc cho chị tôi? Hơn nữa là anh cũng chưa chuẩn bị tốt cho hôn lễ. Anh biết đó đó là cô gái ngốc nghếch nhất trên đời. Không mang tới xe, tới tài sản, không cần tiền và vinh hoa phú quý nữa. Chỉ muốn sống với anh tới đầu bạc, vợ chồng yêu thương nhau là được rồi. Anh không phải một quan chức cấp cao, lại còn là một hạng bám nữa. Yêu nhau 5 năm rồi, hai người bây giờ mà kết hôn sau đó sinh con. Chuẩn bị tốt để sinh con chưa, lấy cái gì nuôi đây? Sao mà nuôi được chứ? Họ tên Cung Thành, nhóm máu A, chòm sao Thủy Bình, sở thích nhận được nhiều giải thưởng lớn, trở thành nhà làm phim, nghề nghiệp một nhà biên kịch không mấy tiếng tăm, đứng trước nguy cơ kết hôn. EQ 146, điểm kinh nghiệm 0. Đừng có làm phiền anh. Tôi tôi còn tưởng thời gian gấp quá anh không bắt được xe chứ. Quá ra đánh nhau để mắc bập như gấu trúc là chỉ để ra giữa anh hùng với phụ nữ thôi. Anh coi mùi trên người anh nè. Chờ chị tôi về mà giải thích đi ha. Anh cho em biết, nghe cho rõ đi. Anh không hề làm gì có lỗi với đó đó hết. Nè, cô làm ơn đừng có la hét nữa có được không vậy? Người ta không biết, tưởng là tôi đi cướp cô dâu đó. Nè, anh chạy chậm một chút đi, coi chừng lại tông trúng người ta nữa đó. Cô yên tâm đi, trên thế giới này ngoài cô ra không có người nào ngốc nghếch không tránh đường mà tông vào xe của tôi đâu. Nè cô kia, cô thả lỏng ra một chút được không? Trời ơi, anh chạy nhanh như vậy mà biểu tôi thả lỏng hả? Chẳng khác nào anh kêu tôi tự sát. Nếu cô muốn tôi chở thì im lặng mà ngồi đó đi. Cô ngồi sát như vậy làm gì? Tôi không hiểu cô là người sao luôn đó. Con người tôi trước giờ rất đứng đắn đó nha. Ai thích gì anh đâu chứ. Nè con người cô sao mà thủ đoạn như vậy chứ? Buông ra, buông ra. Trời ơi, đừng gây tai nạn bây giờ. Hôm nay chị đây đang bực bội đó, có xin lỗi hay không hả? Thả đời trước đi. Có xin lỗi không? Cô bỏ tay ra. Ủa, là cô hả đó đó? Cô trang điểm như vậy á, xém chút nữa tôi nhìn không ra. Chồng của cô đẹp trai quá à. Chồng hả? Có 8 kiếp nữa cũng không có chuyện đó đâu. Có 18 kiếp nữa tôi cũng sẽ không lấy anh. Vợ chồng với nhau chính bỏ làm 10 mà. Đừng có mở đây nói nhảm nữa. Nhanh 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 cho tôi mượn 5 đồng đi. Đây. Lát nữa tôi trả mà. Nè, thối 5 đồng. Làm gì đó? Tiền xe ôm đó, thối 5 đồng. Cô nghĩ tôi là lấy xe ôm thiệt đó hả? Tôi không muốn đòi coi với anh. Nhớ đó nha, anh nợ tôi 5 đồng ha. Oh my god. Thì ra tôi chỉ là thằng lái xe ôm thôi. Nếu như cậu mở không ra, tôi sẽ không trả tiền cho cậu đâu. Tôi đã đến rồi, tôi đã đến rồi. Cô chờ đó, tôi sẽ xử cô sao? Tôi đưa chìa khóa cho chị Dương rồi mà. Nè, không có nha, đừng có nói càng nói bậy vậy chứ. Tôi đã đưa cho chị rồi mà. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Nè, cậu nhanh chút coi. Cái ổ khóa này khó mở thiệt mà. Ê, thôi, 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 tránh ra, tránh ra. Dùng lực hơi mạnh rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tôi không muốn phải ngồi tù đâu. Hay là báo cảnh sát, nhờ họ tới xử lý đi. Không được báo cảnh sát. Nếu như để mọi người biết trong kho lạnh có người chết á, thử hỏi siêu thị này còn mở cửa được không? Ra. Trời. Né ra. Trời. Cô làm gì vậy? Thank you.
anh không sao chứ? Hả? À, đó đó. Lập tức tới văn phòng cho tôi. Cô nhìn dáng vẻ cô kìa, nhìn thê thảm không chịu nổi luôn. Vô cả thê thảm, quá thảm mà. Tôi hỏi cô, cô giữ chức quản lý quầy thịt để làm gì hả? Có một cái kho lạnh thôi cô cũng không quản lý được, lúc nào cũng hư, hư lại sửa, sửa lại hư. Hôm nay lại còn nhốt người ở trong đó nữa. Tôi cho cô biết, với thái độ làm việc của cô như vậy và chỉ số IQ của cô thì trong bộ phim truyền hình dài tập cô không sống nổi qua hai tập. Chìa khóa chắc chắn tôi đã đưa cho chị Dương rồi mà. Bây giờ tôi không muốn biết rốt cuộc ai là người cầm chìa khóa nữa. Đó đó nè, muốn thành nhân viên chính thức không? Tôi thấy cô nắm giá cả của sản phẩm cũng rất là tốt, nhưng tại sao cô lại không cố gắng để hiểu ý của cấp trên chứ? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, khi gặp vấn đề thì phải tích cực mà giải quyết, phải tới trước mặt của cấp trên để... Cô ấy đang đứng trước mặt của cấp trên đó thôi, anh còn ngồi đây làm gì vậy? Cậu ta là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng. Kho lạnh bị hư lâu như vậy không sửa, bây giờ xảy ra vấn đề anh lại rối lên. Đây là trách nhiệm của cấp trên đó, anh hiểu không? Tôi cho cậu biết, cho dù cậu là ai, đây cũng là việc nội bộ của công ty tôi. Nếu như cậu muốn mua đồ thì mời ra phía trước. Chờ đã, cửa kho lạnh bị cậu làm hư rồi, vô làm bồi thường đi. Ờ, muốn tôi bồi thường đúng không? Anh phải cảm ơn tôi mới đúng đó. Tôi vừa mới giúp đỡ các người mà. Có một quản lý như anh ở đây, chẳng trách như thành tích mới ra như vậy. Thiệt ra chuyện này cũng có phần lỗi của tôi. Đương nhiên là lỗi của cô rồi. Nè, không được đi, còn chưa bồi thường mà. Nè, đứng lại. Đúng là đồ thần kinh. Họ tên Dương Thủ Tiên, tên trước đây Mike, Peter, tên bây giờ Billy. Nhóm máu A, chòm sao Nhân Mã, sở trường dễ dàng nhận biết những món đồ thuộc thương hiệu xa xỉ. Chú ý là chỉ nhận biết được thôi, sở thích tất cả những thứ liên quan đến hàng hiệu. Đứng trước nguy cơ thành tích, trước hết là vị trí quản lý của nhà hàng khó giữ được. EQ 120, điểm kinh nghiệm 150. Cô dắt tới đó hả? Ờ, sao chứ, không, tôi không hề quen người đó. Được, bây giờ tôi hỏi cô, khi nào thì kho lạnh sửa xong? Tôi sẽ chịu trách nhiệm ngay lập tức. Quản lý thời gian, quản lý thời gian, có hiểu không? Tôi cần một thời gian chính xác đó. Thời gian. Nè, chồng của em quả là vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, là cá tính, ngưỡng mộ chết đi được. Nếu anh ta mà là chồng em sẽ lấy đậu hũ ném cho tới chết luôn. Chồng của em là nhà biên kịch, sau này còn là đạo diễn nữa đó. Anh ta chỉ là lái xe ôm thôi. Em nghe điện thoại đã nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mà sao tự nhiên ăn mặc như vậy chứ? Chồng em không đưa em tới sao? Tiêu rồi. Bộ đồ này của em là thuê đó. Giúp em coi thử có bị hư chỗ nào không. Hình cưới thì chưa chụp xong, Cùng Thành chắc là giận quá không thèm nghe điện thoại luôn. Không chừng phải bồi thường cho tiệm áo cưới một khoản tiền không nhỏ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy không biết nữa. Đoá, em thiệt là đáng thương quá đi. Dừng lại. Dù gì thì hôm nay Cung Thành cũng tới trễ, vậy quỷ luôn đi. Phải tìm một ngày đẹp trời nào khác thôi. Giả lại em cũng không thích bộ váy cưới này cho lắm, lần sau sẽ tìm một bộ khác đẹp hơn. Đều là do anh ta hết. À, mày nè, em nghĩ toán như vậy là tốt rồi. Nghe chị nói đi, chị Dương đúng thiệt là quá đáng mà. Chị ta chẳng bao giờ chịu giúp đỡ cấp dưới. Chị biết đùn đẩy trách nhiệm em biết không? Chờ em thành nhân viên chính thức rồi, chị sẽ giúp em cho chị ta một bài học. Còn quản lý hả, anh ta không cố ý đâu. Em nói với Dương Thủ Tiên đi. Cái siêu thị Minh Tinh đó doanh thu không thấp nhất mới lạ đó. Nhân viên vô tích sự, quản lý càng vô tích sự. Xem ra 3 tháng tới mình phải giúp đỡ siêu thị này mới được. Nhiệm vụ cao cả rồi đây, không có mình là không được rồi. Đầu tiên là sự cố kho lạnh hôm nay, mọi người nhất định phải giữ bí mật.
tuyệt đối không để truyền ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng siêu thị của chúng ta. Thứ hai, mức tiêu thụ của cửa hàng chúng ta tháng trước vẫn đứng thứ nhất ở trong khu vực. Trời gì vậy? Thứ nhất từ dưới đếm lên á. Hả? Vì vậy, nếu như mọi người không muốn bị thất nghiệp, tốt nhất là mau tìm ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, làm sao mới có thể nâng cao doanh số bán hàng của chúng ta. Còn nữa, thông báo cho mọi người một tin, ngày mai sẽ có một phó quản lý mới tới nhậm chức, mong mọi người vui vẻ hợp tác. Tan họp. Chị Dương, chứ phó quản lý xưa giờ đều do quản lý đảm nhận luôn mà, có khi nào là tới thế chỗ quản lý Dương không ta? Miệng quạ mà. Nè Thủ Tiên. Billy. Ồ, Billy. Phó quản lý đó lai lịch như thế nào, đã điều tra kỹ chưa? Cũng chỉ là phó quản lý thôi mà, chứ phải gì to tát đâu. Việc gì tôi phải điều tra cậu ta? Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ủa, bữa nay sao gọn gàng vậy ta? Alo. Em biết chắc là chị bị cảm mà. Nhớ một thuốc uống nha. À, bên siêu thị có sao không? Không sao không sao, đã giải quyết xong hết rồi. Em không cần phải lo cho chị đâu. Em cứ đi chơi vui vẻ đi nha. Bye bye. Tôi hỏi cô, Hallelujah. Anh nói với ai vậy chứ? Tôi là Victoria. Victoria. Kết hôn. Cô nói thử coi phụ nữ các cô sao thích kết hôn tới vậy. Có gì hay không? Có gì thú vị không? Tôi không có gì hết, dựa vào đâu mà kết hôn đi. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô gái cao dung là la la, sao mà dễ thương đến vậy, la la la. Những người đàn ông có tài hấp dẫn hơn so với những người đàn ông có tiền nhiều. Có tài thì làm được gì chứ, chẳng thà là tôi có tiền còn hơn. Tôi nói cô nghe nè, tôi nhất định sẽ thành công. Tôi nhất định phải đoạt được giải thưởng Oscar, đem lại vinh quang cho đất nước. Cô nói thử cô kết hôn có phải là một yếu tố gây cản trở cho việc sáng tác của tôi không? Hôn nhân chính là nấm mộ. Hôn nhân chính là nấm mộ. Nấm mộ. Nấm mộ đó. Hạ Đoá Đoá, Cung Thành nhất định có người phụ nữ khác, chị đừng có ngốc nữa. Trên đời này càng không có tiền thì càng xài tiền, càng không có trách nhiệm. Em có chứng cứ không hả? Hôm nay trên người anh ta có mùi nước hoa phụ nữ, em ngửi thấy mà. Không chừng có người phụ nữ nào da vào người anh ấy đó. Chị đừng có ngốc nữa. Em biết trong lòng chị đang rất bồn chồn. Làm gì có ai chụp hình cưới mà tới trễ cả tiếng đồng hồ. Em nói thiệt đó nha, chị không sợ nghèo khổ mà chịu kết hôn với Cung Thành. Anh ta là đàn ông, lại không chắc chắn đủ dũng khí kết hôn với chị. Nói đi nói lại, anh ta cũng chỉ là một thằng vô trách nhiệm. Em không được nói xấu Cung Thành. Đàn ông cũng như mây trôi, chỉ có tiền mới là chân thành thôi. Em không hiểu nổi chị nữa. Nếu như trong lòng chị có chút do dự thì đừng có kết hôn làm gì. Tối nay em bị gì mà kích động dữ vậy? Bạch Khang lại sờ mó em. Em chỉ đi cùng khách hàng chứ không phải gái. Suốt ngày đi kiếm người có tiền để cưới, chị cũng cùng em chia ngọt sẻ bùi. Mà chị muốn gì được nấy. Đi shopping mua quần áo cũng không cần suy nghĩ. Muốn đi đâu thì đi, muốn không đi làm thì không đi. Vẫn còn 3 phút nữa. 3 phút nữa. Giá trị hàng hóa trên xe hàng của cô dâu nào gần nhất nhưng không vượt quá 1.000 đồng
thì người đó sẽ giành chiến thắng, sẽ được miễn phí số hàng quả trên xe hàng của mình, còn được thưởng thêm một chuyến du lịch trăng mật huyền bí. Có hồi hộp không? Nhanh tay lẹ mắt lên nha. Có hối hận khi tham gia cuộc thi không đây? Một phút nữa thôi. Nhanh chân về dạch xuất phát thôi. Xong rồi. Tổng cộng 1.000. Quán quân của chúng ta ngày hôm nay chính là Hạ Đoá Đoá. Xin nhắc lại, quán quân ngày hôm nay của chúng ta chính là cô Hạ Đoá Đoá. Gì vậy? Hạ Đoá Đoá, còn muốn trở thành nhân viên chính thức không? Có hả? Sao? Cô mới mơ một giấc mơ đẹp lắm phải không? Hả? Sao cười hạnh phúc vậy? Quản lý, thật sự là giấc mơ đẹp. Cô có đó mà mơ hả? Hạ Đoá Đoá, cô muốn tôi phải nói sao mới được đây? Cô nói tôi nghe, tâm trí của cô đang để ở đâu vậy? Quản lý, đảm bảo là dồn hết vào công việc. Có người bận rộn chuyện kết hôn rồi còn phải sinh con nữa, xin nghỉ có một ngày sao giải quyết xong. Chị Dương, 2 tháng này tôi chỉ xin nghỉ có ngày hôm qua thôi nha. Còn chị ít nhất cũng nghỉ 3 lần rồi. Được rồi, được rồi, đừng có gây nữa. Đầu tiên, Hạ Đoá Đoá, về việc sửa chữa kho lạnh do cô đảm nhiệm hết, đây chính là cơ hội cuối cùng tôi cho cô đó. Còn nữa, mọi người chú ý nha, hôm nay chúng ta sẽ nhập về một lô máy ép. Tôi mong mọi người tận tâm tận lực để có thể thúc đẩy hoạt động bán hàng ngày càng sôi nổi, giúp tăng mức doanh thu của siêu thị chúng ta. Nếu như có biện pháp nào thì hãy gửi tới văn phòng tôi nha. Tăng hợp, cố lên, cố lên. Nhìn chị ta nịnh hót chưa kìa. Mai mốt em nhớ phải coi chừng con cọp cái đó nghe chưa. Không biết có mai mốt không nữa nè. Chưa biết Dương Thủ Tiên có cho em làm nhân viên chính thức không đây. Không sao đâu mà, chuyện này em đừng có lo. Dạ gần đây Dương Thủ Tiên tâm trạng không tốt, chịu nhiều áp lực cho nên mới như vậy. À, chị phải cho em biết nè, hôm nay cửa hàng có một phó quản lý mới về đây. Phó quản lý biết tới làm gì không? Tới đây làm gì? Phó quản lý đương nhiên tới đây thay cho vị trí của quản lý rồi. Sao giống vở kịch tranh giành ở chốn hậu cung quá vậy? Khó hiểu ghê. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giận đến mức lâu như vậy mà còn chưa thèm nghe điện thoại luôn. Hay là đang viết kịch bản? Bà xã, bà xã, được rồi, đừng có giả bộ nữa. Tôi cũng đâu có ép anh phải cưới. Tại sao tôi lại ở đây? Nhà biên kịch lớn, thật sự ngây thơ hay là giả bộ ngây thơ vậy? Đương nhiên là tôi giả bộ rồi. Tám cuộc gọi nhỡ, Hạ Đoá Đoá. Sao mà vẫn còn khóa máy vậy? Anh, có một người đang bị nhốt ở trong kho lạnh, em không thể nào không về công ty được. Anh đang gặp chuyện gì không vui phải không? Anh ơi, em đang hát Cô Gái Cầu Vồng. Anh à, em nhớ anh quá. Nhìn thấy thì trả lời em nha. Chị xem cái này, chị dùng được một lượng ít là có thể giặt rồi. Quan trọng hơn là 2 ngày nay đang khuyến mãi, giá cả không những giảm đi một nửa, còn tặng thêm một chai nước tương nhỏ nữa nè. Quá tinh tế luôn đó. À, tôi quyết định mua cái giá rẻ này rồi. Cô làm hỏng hết việc buôn bán của tôi rồi. Tôi phải đi tìm quản lý của cô. Nè.
lại là anh nữa hả? Cái người chạy xe ôm này, anh đang định ra qua với ai đây? Cảnh cáo anh nha, lần sau anh còn đậu xe bừa bãi nữa, tôi sẽ lấy hai chai nước tương ném anh đó. Nè cô kia, tôi có thù oán gì với cô đâu. Rảnh đâu mà thù oán với anh. Đền chai nước tương cho tôi đi, còn tôi 5 đồng đó. Khỏi thôi. Con bò chạy xe ôm kia, tôi tìm mà không xin lỗi hả? Xin lỗi đi. Xin cô đó. Cô không cần tiền đúng không? Hôm qua là cô lấy xe tông vào xe tôi, hôm nay cô làm dính nước tương lên người tôi. Cô phải xin lỗi tôi mới đúng chứ. Anh móc tiền ra làm gì? Tự nhiên anh lại rút tiền ra chi hả? Hôm qua 5 đồng cộng thêm 2 đồng 3 hôm nay, tổng cộng là 7 đồng 3. Xin lỗi đi. Chưa từng gặp ai không biết lý lẽ như cô đó. Không nói với cô nữa. Còn quần áo tôi tính sao đây? Đi xe máy mà còn mày đặt mặc đồ tây, đẹp đẽ gì chứ? Không đẹp cũng còn đỡ hơn cô ngày hôm qua đó. Không nói chuyện với anh nữa, mau siêu thị với tôi. Tôi cũng đang tính vào đi. Rốt cuộc anh là ai vậy? Thấy anh là tôi gặp xui xẻo à. Anh tới đây làm gì đó? Tôi là vua của thế giới này. Thiệt hả? Không đâu. Cái người phó quản lý mới này, cậu ta thật sự không có chỗ dựa nào đâu. Chỉ là một du học sinh bình thường. Ủa, rùa biển gì vậy? Tôi thấy rồng biển cũng rất tốt. Tôi rất thích ăn canh sườn non nấu với rồng biển đó. Chị Dương, sao vào không gõ cửa? Ê trời ơi, tôi quên gõ nữa rồi. Gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa. Tôi mới nghe được chuyện này, tôi sợ quên, lập tức nói với anh. Tôi nghe nói là người phó quản lý mới hôm nay tới, từ nước ngoài trở về đó. Hình như có quan hệ họ hàng với người đứng đầu tập đoàn của chúng ta, chính là vào bằng cửa sau đó. Ai là cửa sau? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà anh đừng có lo, chúng ta nhiều người như vậy á, việc gì phải sợ. Tôi mà sợ cậu ta hả? Cô đừng nghe ngóng làm gì. Dương Thủ Tiên tôi đây mà sợ ai chứ. Mấy trường hợp đi cửa sau này không có gì là ghê gớm cả. Nói như vậy thì cũng không được. Nếu cậu ta có chỗ dựa vững chắc rồi, còn đến siêu thị của chúng ta làm gì? Thứ nhất là không có thành tích tốt, thứ hai tiền thì... Chị Dương, nếu như chị không thích ở lại đây thì có thể đi. Quản lý, anh hiểu lầm rồi. Ồ, Billy. Tôi không hề có ý đó, thiệt luôn á. Vậy anh làm việc đi ha. Tôi ra ngoài đây, anh làm đi, làm đi. Này cô kia, nói phải giữ lời nghe. Trong vòng một tiếng phải giặt sạch xoáy khô cho tôi luôn. Đồ này cô mua hơi bị chật rồi. Không thể mua lớn hơn một số sao? Tôi thấy hơi bị nhỏ đó. Mua số lớn thì không thể tận dụng lại được nữa. 25 đồng của tôi đó. Bộ đồ này 25 đồng. Cô bắt tôi mặc bộ đồ trị giá 25 đồng. Không thích thì anh cởi ra đi. Nè cô kia, tôi nhớ tôi đâu có đắc tội với cô. Nè, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Cô sẽ có thời gian 3 tháng để biết tôi tới đây làm cái gì ha. Gặp anh ta đúng là xui xẻo mà. Vì muốn lấy lại 25 đồng mình phải giặt quần áo cho anh ta. Đó không phải là bạn trai. Không lẽ là ngoại tình? Không. Đó không phải loại người này. Ê, anh thật sự không phải là chồng của đó hả? Anh hỏi lần nữa tôi kiện một việc bắn. Chứ anh là ai vậy? Nè. Dạ. Trương Tổng, nghe tôi nói nè. Ông nói quan hệ giữa hai chúng ta tính toán làm gì? Chỉ cần tôi gọi cho anh họ tôi một cuộc điện thoại thì trên dưới công ty PMS tất cả đều phải nhập hàng của ông. Hơn nữa còn nhập lượng lớn về nữa. Sếp lên đầu của cậu đó. Lúc có tiền thì tới cửa hàng khác đặt hàng, không có tiền lại tìm tới nhận anh em với tôi. Mau trả cho tôi khoản nợ năm ngoái đi. Dạ. Gõ cửa, có biết không? Gõ cửa anh cũng phải trả lời chứ. Cái thằng nhóc này, ngày hôm qua cậu làm hư kính cửa của tôi. Tôi đang tìm cậu lại. Nè, anh làm gì đó? Nói anh bao nhiêu lần rồi, anh phải cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi đó. Chính tôi đã giữ lại danh dự cho siêu thị mấy người, hiểu chưa? Không phải là cậu tới bồi thường hả? Nhảm nhí. Vậy cậu tới làm gì? Hôm nay tôi tới nhận chức quản lý. Tôi là Trịnh Mặc. Thank you.
Mình còn tưởng là nhân vật nào chứ, vậy mà lại cử cái thằng nhãi ranh này. Còn dám xem thường Dương Thủ Tiên mình nữa hả? Hey, tôi nghe nói là bây giờ du học về đều thất nghiệp hết rồi. Cậu vào được siêu thị minh tinh của chúng tôi cũng không phải là dễ. Hả? Nè, cậu nói lại lần nữa đi, tên cậu là gì vậy? Tên tôi Tiểu Trịnh phải không? Được, cậu nói đi, cậu đã học được những gì? Nếu không phải là lỗi của tôi thì tôi đã không thèm giặt đồ giúp tên tiểu tử ngông cuồng như anh rồi. Ơ, chất giải của bộ đồ này cũng tốt ghê ta. Đó đó à, cô không biết anh ta là ai sao? Ai chứ? Thì chồng của cô đó. Không không không, tôi cứ tưởng đó là chồng của cô. Là cái... Là cái gì hả? Ê, trời ơi, sao cô ngu như vậy chứ? Là cái người hôm qua làm hư cánh cửa kho lạnh đó. Anh ta hả? Anh ta làm sao? Anh ta chính là phó quản lý. Anh lại giỡn cái gì vậy? Anh ta mà là phó quản lý, anh ta là quản lý đó. Hà đó đó. Hà đó đó, có sức nhiều chuyện chứ không có sức làm việc đúng không? Cô tự đi coi thịt trong kho lạnh đi. Hà đó đó, cô coi phải làm sao đây? Để tôi đi gọi điện cho nhân viên bảo trì tới. Bà xã, em đúng là ngốc quá trời. Tôi nói nè chị Dương, chị là người quản lý kho thịt, chuyện này á chị cũng có trách nhiệm. Tôn Quốc Phú nè, bảo vệ không chịu đi tuần tra, có ở đây mà ồn ào hả? Đây chính là phạm vi tuần tra của tôi mà. Được rồi, đừng cãi nữa. Cãi nhau có làm kho làm lạnh bình thường lại không? Người ta nói chúng ta không những đã nhốt nhân viên bảo trì của họ vào trong kho lạnh, mấy lần trước bảo trì cũng không chịu trả, còn nói cái kho lạnh này sẽ báo hư sớm thôi, kêu quản lý trong vòng mấy tiếng nữa phải liên lạc với bên họ. Vậy phải làm sao đây? Ngốc quá, mau báo cho quản lý chứ sao. Đương nhiên tôi đã cứu siêu thị các người rồi, hơn nữa hôm đó tôi đã đặc biệt khảo sát. Không hay rồi. Đó hả? Tới đúng lúc lắm. Ở đây có một nhân viên mới tới nhận chức. Cô dắt cậu ta tới phòng nhân sự làm thủ tục đi. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Xin lỗi, xưng hô làm sao đây ta? Mỗi ngày tôi phải nhớ rất là nhiều việc. Trịnh Mặc. Tiểu Trịnh. Vậy đi, cậu cứ theo đó đó đi làm hồ sơ nhân viên trước, lát nữa chúng ta nói chuyện sau ha. Nhưng mà quản lý ơi, chuyện này... Cô có nghe thấy không vậy? Không hiểu tôi đang nói cái gì à? Suốt ngày anh chỉ biết nói những lời đó thôi hay sao? Có lãnh đạo nào cho anh hay không? Sao cứ nói chuyện với người khác kiểu đó vậy? Tôi cho anh biết, anh cứ tư cách gì mà nói như vậy? Chứ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tính ra vẻ trước mặt tôi hả? Đừng trách tôi dùng thủ đoạn thâm độc đó nha. Nhân viên phòng dân sự có việc phải đi ra ngoài rồi, để tôi làm hồ sơ nhân viên cho anh luôn. Cô giải quyết hả? Loạn. Quản lý như vậy đúng là loạn thiệt rồi. Là nhân viên của bộ phận dự trữ thức ăn, nhưng tôi đã từng làm ở phòng nhân sự một tháng rồi. Những lúc không có nhân viên dân sự đều do tôi giải quyết hồ sơ của nhân viên hết đó. Mong phó quản lý Trịnh hợp tác. Ê này nè, anh làm gì vậy? Chào anh, cho hỏi Hà Đoá Đoá có ở đây không? Anh tìm cô ấy. Tôi là chồng của cô ấy, tôi đến tặng hoa. Vậy? Gần đây Đoá Đoá lại quen người giao hoa sao? Đi thôi. Tôi nói cho cô biết, những vấn đề nhảm nhí này tôi không trả lời đâu. Đã hỏi xong chưa? Phó quản lý Trịnh, anh là người đứng đầu thì phải tuân theo quy định của công ty chứ. Cô hỏi mấy vấn đề này làm gì chứ? Việc đầu tiên khi tôi tới nhậm chức chính là đào tạo lại nhân viên. Đó cũng là công việc của anh sau này. Bây giờ anh bắt buộc phải trả lời những vấn đề này. Biện pháp nào để tránh tổn thất cho siêu thị? Tránh trộm trong trộm ngoài, sơ sót gây tổn thất, đề phòng nhà cung cấp lừa, có đúng không? Tôi không phải là người lái xe ôm đâu. Tôi là lãnh đạo cấp cao của công ty đó. Tôi tới đây giúp đỡ cho các người nè. Được, tôi hỏi anh, một đồng mua được gói muối bao nhiêu gam? Một chai nước tương bao nhiêu ml?
Có vậy mà anh cũng không biết. Chưa mua nước tương bao giờ hả? Hay là khờ quá nên mua đại thôi. Thịt heo thì bao nhiêu tiền một ký? Cái này cũng không biết luôn sao? Anh ăn bao nhiêu thịt heo, có thấy phụ lòng mấy con heo không? Đủ rồi, mấy cái vấn đề dớ dẫn đó một mình cô rõ là được ha. Nhớ nè, những gì cô làm tôi đều có thể làm được, những gì tôi làm cô không làm được. Mục đích tôi tới đây là hướng dẫn cô phải làm như thế nào. Trả cho anh. Ê, hình như đây là lần đầu tiên con gái giặt đồ giùm tôi. Cô may mắn thiệt. Thay thôi. Vậy thì cái áo thun này của anh tôi cũng phải giữ kỹ suốt đời mới được. Cho người làm gì vậy? Cung Thành, anh đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Cởi đồ ra rồi còn hiểu lầm hả? Mắt anh bị gì vậy hả? Đừng có giả bộ với tôi. Không phải, không phải mà, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em làm dơ đồ của anh ta nên em giặt giúp anh ta, đồ mới được sấy khô em đem đồ. Cô nhìn gì chứ? Chưa thấy trai đẹp thay đồ bao giờ sao? Tại sao lại là anh? Bộ hai người quen nhau sao? Bữa mà tụi mình chụp hình cưới, chính anh ta đã đánh cho anh bầm mắt như vậy nè. Có Thành Tron cũng nhận ra. Nhớ thì tốt, nếu không muốn tôi ra tay á thì mau cút đi để tránh tôi phải ra tay. Anh dám đánh chồng của tôi hả? Đồ vô lại. Loại người như vậy mà đòi làm chồng cô hả? Thằng khốn này. Ê, này nào, đánh tôi. Anh làm gì vậy? Tưởng là tôi hung thủ vợ tôi hả? Anh dám hung thủ vợ tôi hả? Cho anh biết, người giúp cô ta có cho tôi cũng không thèm. Nói lại lần nữa tôi nghe nè. Đó đó, anh ta phải chồng cô không vậy? Hỏi, hỏi anh ta có chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏi, hỏi. Hỏi. Rốt cuộc anh đã làm gì? Chuyện là gì? Con gái của ông chủ đầu tư kêu anh viết cho cô ấy một tập kịch bản, sau đó cô ấy thích anh rồi lại quyến rũ anh. Anh là người bị hại đó, em phải tin anh. Em coi đi, coi đi anh. Có tật giật mình không đánh mà khai. Không phải chuyện của anh. Sao anh có thể làm việc đó sau lưng em? Anh quá đáng lắm. Đúng là anh quá đáng. Anh biết là mình rất quá đáng. Em có biết không, hôm nay anh đã mua qua tới nhận lỗi với em. Anh đã tự tát vào miệng của mình hai cái thật đau. Nhưng mà không ngờ Hạ Đoá Đoá, em chính là loại phụ nữ như vậy. Em sao tự nhiên mình lại có lỗi?刻骨铭心过，也值得了，也该。